Sáng ngày 9 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã tổ chức phát động phong trào thi đua, triển khai các hoạt động hội và phong trào phụ nữ, mang lại hiệu quả thiết thực nhằm chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Chú trọng đa dạng hóa các hình thức tập hợp thu hút hội viên, Nổi bật trong năm 2022 là chương trình triệu phần quà sang sẻ yêu thương, trao tặng hơn 2.370 xuất quà với tổng trị giá hơn 794 triệu đồng. Chương trình Mẹ Đỡ Đầu nhận hỗ trợ hàng tháng cho 41 trẻ mồ côi với số tiền hơn 123,6 triệu đồng. Đồng hành hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An và các cơ sở hội đã hỗ trợ 753,5 triệu đồng vốn khởi nghiệp cho 44 chị, vận động trao phương tiện sinh kế cho 38 hội viên phụ nữ khó khăn với tổng trị giá hơn 125,7 triệu đồng tiến chấp giải ngân mới cho 900 hộ vay với tổng số tiền 47 tỷ 750 triệu đồng. Các hoạt động bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng được tổ chức sôi nổi. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn thành phố năm 2022 đã được biểu dương, khen thưởng.